Chào mừng mọi người đã trở lại với chích chat cùng nhiếp ảnh của Hòa Đỗ. Mình là Huy chứ không phải là Hòa Đỗ. Hòa Đỗ hôm nay sẽ được làm khách mời. Hôm nay thì như các bạn vừa nhìn thấy thì đó là một cái clip mà review sản phẩm là Asus, màn hình của Asus. Thật ra thì không gọi là review mà gọi là gì nhỉ? Gọi là trên tay một chút thôi. Thì đấy là cái hứa hẹn của bọn mình, vì hôm nay bọn mình có đưa ra đến 4 cái option ở trên fanpage, là gồm có một là review một cái clip trên tay này, hai là bình luận ảnh 52 tuần, bây giờ ảnh 52 tuần. Và thế thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị thôi, chuẩn bị với tinh gọi nhiếp ảnh, bình luận ảnh thử thách 52 tuần. Anh không giới thiệu khách mời rồi. Quên mất xin lỗi, khách mời hôm nay gồm có Hòa Đỗ này. Hôm nay khách mời gồm có Cường là người thường xuyên đứng sau những cái video clip, bạn là camera operator, và hôm nay thì bạn là birthday boy, tức là người có sinh nhật ngày hôm nay sẽ được mời lên đây ngồi luôn, chứ bình thường chỉ được đứng dưới kia thôi. Còn đây là thành viên trẻ nhất của 50mm Vietnam, bạn ấy là bạn Hiếu 2000, sinh năm 2000 thì gọi là Hiếu 2000. Ok, chúng ta sẽ đến với chương trình chọn ảnh thử thách 52 tuần. Xin màn hình iPad được không ạ? Rồi là màn hình iPad, chưa nhìn thấy đúng không ạ? Để mình sẽ làm lại một chút, rồi đợi xíu. Nhìn thấy rồi ạ, đúng không ạ? Rồi, ok. Trong thử thách 52 tuần vừa rồi chúng ta có cái chủ đề chung người ta gọi là nỗi sợ và phải kể được câu chuyện. Thế thì hỏi Hòa người là sẽ hôm nay ít được nói, bây giờ nói trước đi em. Em có nỗi sợ gì không? Ho, đang livestream, lúc đang livestream với cả. Thế thì em phải chụp cái ảnh mà em đang ho với livestream này, em up lên nhá. Để làm này. Cường có nỗi sợ gì? Anh nghe, anh được biết là em là người có gọi là cái vía hơi nặng. Cái vía hơi nặng. Một cái mệnh rất là đặc biệt. Mệnh rất là vong, sợ vong. Sợ vong đúng không? Thế thì em phải chụp ra cái phong bước nào có vong. Rồi, Hiếu năm nay thi đại học có phải là em sợ thi đại học không? Có. Em còn sợ gì nữa không? Sợ chưa tốt nghiệp ạ. Tức là bây giờ phải có cái giấy tốt nghiệp xong rồi ghi là 29/30 điểm à? Vâng, chứ không đúng ạ. Em chắc cú ạ. Mình thì dạo này hiện tại chưa nỗi sợ gì, rất may. Ok, chúng ta sẽ làm clip. Sợ làm clip, đúng rồi. Sợ làm clip, thật sự. Ok, chúng ta sẽ đến với những ảnh ngày hôm nay. Thì cái gì đấy? Sao có những ảnh mà không hiện ra được, mình không biết có lý do tại sao không? Ấn vào khác được ạ. Ủa, tắt không? Ủa, đây gì đấy? À, đây là nỗi sợ của Hiếu ấy này. Đăng ký tuyển sinh đúng không? Đăng ký tuyển sinh vào đại học và cao đẳng. Các bạn có thể nhìn thấy bức ảnh ở đây đúng không? Thì cái gì tên nhóm ngành là bộ đội và bảo vệ biển đảo. Bộ đội bảo vệ biển đảo. Tức là sao lại nỗi sợ nhỉ? Nỗi sợ thì trượt thì đi nghĩa vụ. Trượt thì đi nghĩa vụ. Trượt, nhưng mà trượt đi nghĩa vụ đâu có phải dùng đến ai đó. Hoặc là có thể là sợ đi nghĩa vụ. Nỗi sợ đến nào cũng sợ mà, đến nào cũng sợ đi nghĩa vụ. Sợ đi nghĩa vụ thật. Ừ. Thế à? Ra nhất là ra đảo. Tại sao? Đâu. Được cống hiến cho đất nước mà lại sợ như thế nhỉ? Em có đi không? Không ạ. Phải hỏi thế luôn. Em sẽ ở ngoại giao này, em không ra chiến trường. Em ở ngoại giao mà. Rồi ok. Rồi, thật ra ấy thì cái chuyện là về bộ đội thì thật ra nếu mà chúng ta ở Hàn Quốc thì nó là kiểu nghĩa vụ một cách bắt buộc, nhưng mà ở Việt Nam thì nó vẫn chưa bắt buộc lắm. Nên là nhiều anh em thì vẫn chưa muốn ra, đặc biệt là lên đường. Đặc biệt là gần đây có các tiết mục ví dụ như là bộ đội vừa đi phát thì bạn gái mất luôn, tức là nỗi sợ thì nó cũng đúng thôi, không có gì sai cả. Ok, đấy là các bạn GM Quy Khánh. Bức ảnh tiếp theo. Ủa, bức ảnh này phong cách này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà giống trong cái phim kinh dị gì mà lúc thằng nó lắc đầu nó xoay nhỉ? Lắc đầu xong nó ra cái gì? Nó cái đầu nó xoay tròn á? Đúng rồi. Thế con lật đật nó xoay lại. Thế là có một người. Hả? Cái gì nhỉ? Anh không biết, nhưng mà thật ra là anh nhìn cái này anh thấy hơi ghê là chỗ này này. Tức là kiểu anh sợ là lắc một bên ra mặt khác, một bên ra mặt này, còn thì đó mới câu chuyện hơi khác. Đúng không? Nhìn cái mặt đây em nhìn cái mặt này này. Em nhìn mặt này là mặt này không rõ lắm, nhưng mặt này trông nam tính hơn, mặt này trông nữ tính hơn. Trông có vẻ là tôi có một cái điều gì đấy nó ở đây. Hai mặt này. Rồi nhìn hơi ghê. Em nhớ là ảnh của bạn này có caption kèm theo. Thế à, thế thì bản ngã. Thế thì mình phải chửi cái ông mà có lấy ảnh ngày hôm nay là không đem các chuyện theo tổng hợp ảnh ấy. Rồi ông ấy tuần nào cũng thế. Rồi đây là ảnh của Kevin Trần, cái người mà chuyên môn về nhì và chưa bao giờ về nhất. Hôm nay bạn ấy hình như bạn ấy có caption gì cơ mà, chúng ta phải xem caption này cơ. Thì nữa chắc phải lại. Ok đó, khi là xin một cái điện thoại ở đây được em nhỉ? Trong khi xin một điện thoại ở đây để mình xem cái caption trên đấy được không ạ? Đọc caption cho nó máu. Trong lúc rồi thì ok mình sẽ đi qua một loạt rồi nhé. Thuốc à? Thuốc Sợ uống thuốc. Sợ của em đây. Sao bây giờ có vẻ là anh uống thuốc quen rồi nên anh cũng không thể không sợ em lắm. Em vừa uống một đống kháng sinh xong mà em cũng chưa khỏi được. Em tìm những ảnh này đây. Kháng sinh không, anh đã bảo em rồi, chơi đồ gì nó phải chơi cái đồ mạnh vào. Em chơi ba cái đồ linh tinh xong em không bao giờ nói đâu. Chơi cần em sẽ rút kinh nghiệm. Các bạn hiểu. Rồi qua đến với ảnh thuốc rồi, qua sẽ đến với có topic tổng hợp không này? Có, em bấm vào cái hashtag vào ra. Đây là một nỗi sợ gì, em biết nỗi sợ gì đúng không? Đây là nỗi sợ bệnh tật ạ. Ung thư ví. Ung thư ví. Cái này cũng căng đấy, đây là tờ bao nhiêu? Không có gì luôn à? Đây. Câu chuyện này cũng căng đấy. Đây rồi. Tí mình sẽ quay lại ảnh này sau. Rồi. Tiếp theo là ảnh của bạn. Ui. Mình nhìn cái ảnh này rồi nhưng mà mình vẫn hơi ghê. Ngọc Lâm. Ảnh này thì bạn ấy làm được rất thành công bằng cái việc là em nhìn ảnh này nhá. Em xin nữa vừa làm đổ nước ra sách. Ở trong 4 người các bạn có ai không thích xem phim Hàn nhỉ? Hiếu xem bình thường đúng không? Thế tốt. Em thì em thích xem. Thích xem này. Em thấy ai cái bức ảnh như nào? Trông khá là kinh dị. Em thấy trái nó mang hơi tô. Đây có phải là hình như không phải đâu, đây là làm yếu tố gì? Bạn này tên là gì nhỉ? Đây là nhưng mình không hiểu cái trán này là như nào nhỉ? Không, em không nhìn thấy mặt đâu mà. Nhưng mà anh chỉ muốn xem là cái trán thôi, đây anh chỉ muốn nhìn cái trán thôi. Theo em là cái trán này là như nào? Mình nhìn cái trán này nó hơi khó hiểu một tí, không biết là đây là ý đồ như nào nhỉ? Em thấy giống kiểu con mắt nữa. Con mắt nữa? Chuyện nhưng mà Hiếu ý kiến sao em? Caption của bạn ấy là mai toilet lớn mai. Rồi mà mấy ai đi tắm sợ không đóng cửa. Thật ra ấy thì sợ đi toilet không đóng cửa. Mấy ai đi tắm không đóng cửa. Thật ra thì mình chỉ sợ là này, mình trong một trong những nỗi sợ của mình đấy là buổi đêm mà đi vừa xem cái phim gì mà hơi rùng rợn thì sau mà phải đi toilet thì nó hơi khổ. Đang trên giường đi rồi thì nó không có sự liên tưởng nhất định. Ở trong cái ảnh này thì mình rất thích cái hoa văn này, cái hoa văn mà trên cái cửa kính ấy. Đúng rồi. Mình thấy cái hoa văn này rất là cổ điển. Nói chung là nó là một trong những cái hoa văn mà đến bây giờ rất nhiều cái cửa vẫn còn sử dụng. Mình rất thích cái kính này. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng mà mẹ đang ở trong nhà vệ sinh đi ra mà nó ủ cái như này, nó ú à cái như này chắc như công nhận là bạn này làm cái ảnh rất là thành công ấy. Nhìn khá là sợ. Đâu như nào? Em nhìn này. Đâu rồi, lúc vừa rồi như nào nhỉ? Ok. Trông cũng ghê đấy. Trông cũng ghê đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái bức ảnh tiếp theo. Sợ hóa. Từ từ mình hôm trước mà mình làm cái livestream ấy, mọi người có bảo đến chuyện nỗi sợ hóa rồi, nhưng không biết nỗi sợ hóa này là do từ đâu nhỉ? Có ai biết không nhỉ? Chắc là môn khó quá. Trong này năm nay thi tốt nghiệp có hóa không? Có, năm nào cũng có. Năm nào có à? Năm nay không biết có không? Năm nay thi khối tự nhiên thì có. Em có thi hóa không? Em thi có. Không, thi tốt nghiệp luôn mà. Có. Thế thì năm nào có hóa à? Được nhưng mà chia thành 2 khối mà. Anh xin lỗi, đấy là cái thời của anh ngày xưa ấy. Đấy là có 6 môn thì ngoài môn toán văn anh là bắt buộc. Thì tự nhiên người ta bốc ra 3 môn khác, nó chơi môn này đi. Được chọn ạ. Bọn em bây giờ được chọn từ năm của em. Em là được chọn rồi. Rồi anh Hòa là 96, anh là xin lỗi anh 588 cơ. Nó xa lắm. Em tưởng anh 98. Không phải như thế. Nhưng mà rõ ràng hôm trước ấy, bởi vì là có mỗi mấy người đều bảo là nỗi sợ hóa học nhưng mà hình như mình không bắt được cái trend này. Cái trend này mình không bắt được. Hồi anh đi học anh không hóa dán. Hơi bất ngờ với mình. Hơi bất ngờ với mình một tí. Thật ra thì phải chụp mà macro tốt phết đấy, tốt phết. Mình không biết là bao nhiêu nhưng tốt phết, được. Nét sâu. Em có sợ dán không? Em sợ. Em có dám giết nó không? Dám. Em không sợ. Anh chỉ không thích được khi nó bay thôi. Em chỉ sợ rắn thôi. Anh không thích nó bay lắm bởi vì là anh sợ rắn ạ. Bởi vì khi nó bay ấy, thì anh hơi khó giết nó một tí. Anh Huy tuổi rắn. Không sao đâu. Thôi rồi. Hình như là hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi chúng ta có tất cả là mấy bức ảnh đấy? 8 bức ảnh. Rồi chúng ta sẽ quay lại một chút nhé. Cho anh xin cái bức ảnh đâu nhỉ? Bức gì nhỉ? Mình quay về xem caption ở. Đây là cho xin bắt bạn Kevin Trần trước đi. Kevin Trần. Caption của bạn là gì nhỉ? Đây. Anh đọc. Rồi. Cái này mình đọc to. Sâu thẳm là như thế nào nhỉ? Sâu thẳm. Chết. Đây mình đọc đúng nhất là sâu thẳm. Nhưng mà là sâu thẳm. Nhớ biết ra đúng chính tả. Không lại ngự cu thì chết. Đào. Sâu thẳm. đâu đó trong bản thân bạn luôn tồn tại ít nhất một người. Người đối lập bản thân bạn có thể là ác nhân, cũng có thể là người lương thiện. Đối lập nếu mà bạn ngã từ như anh bảo đối lập với bản thân bạn đúng không, có thể là ác nhân thì chứng tỏ là bạn người lương thiện, nhưng mà có thể là người lương thiện thì tức là bạn là nhân nhân à, kiểu chí vẻo ấy ạ. Đúng. Nếu mà cái người đối lập với bạn là người lương thiện thì bạn là ác nhân đúng không? Rồi, lòng người là thứ khó đoán và đáng sợ với tôi nhất. Tuy mắt hề nhưng chưa chắc đã mang lại niềm vui. Ma mị là thế, khó đoán là thế. Hề nhưng không hề, môi cười nhưng chưa chắc đã là bạn. Cẩn thận bạn nhé, nghe có vẻ là nghe kiểu như là vừa deep mà lại vừa có cái yếu tố mà như kiểu là rất sợ. Rất sợ cái gọi là bạn bè phản bội hay là lòng người chắc hẳn, nấp sau lưng. Nghe có vẻ nguy hiểm quá ấy. Chắc là. Nhưng thật ra thì ảnh này thì đối với mình thì nó chưa kể cái câu chuyện đấy lắm. Chân dung thôi. Ảnh này thì cũng đẹp, trông cũng đẹp, ánh sáng sử dụng cũng tốt. Nhưng mà trông có vẻ là chưa đúng cái caption này là hơi ép ý cái bài câu chuyện đấy vào. Thật ra cũng khó bởi vì kể được nỗi sợ mà theo có câu chuyện đó thì khó. Rồi, cho bạn khác đi. Cho anh xin cái bạn hai các bạn này này, ảnh này. Hai đường chéo nhau. Hai đường chéo nhau chết nhá. Thấy chưa? Cái gì đây? Cái trứng này đọc cái trứng hơi khó đọc. Được rồi, anh sẽ đọc theo cái phong cách mà anh có thể đọc được. Đấy là Atazagoraphobia. Rồi, hội chứng sợ bị lãng quên. Cái này cái quen nhỉ? À, hội chứng sợ bị lãng quên có phải trong phim Coco không nhỉ? Đúng, phim Coco mà đúng. Em thấy cô Nhị đang mắc hội chứng này. Người mắc hội chứng này rất sợ bị thay thế, bị từ chối, bị quên mất người mình quan tâm. Hoặc bị người mình quan tâm quên mất. À không phải, cái này không phải Coco. Coco đó là cái là kiểu như là cũng là sợ bị lãng quên, nhưng mà đến khi thờ cúng, ví dụ như là kiểu thờ đến bao nhiêu đời mà không có ảnh ngọt gì nữa đấy. Nếu em xem Coco chưa? Em xem Coco chưa? Đúng rồi. Thì xem đúng không? Sao em phải xem cái phim này nó ý nghĩa lắm. Như ảnh này thì mình thấy nó cũng chưa nói lên được cái chưa là mà rồi. Xong xem anh khác tiếp đi. Cái câu chuyện nào? Cho anh xin nghe bảo vệ biển đảo ấy. Bảo vệ biển đảo là của cái GM Quy Khánh đây ảnh này. Ok, giấy đăng ký. Em năm nay cả này thế nào? Không, em điền hồ sơ thế á, điền vào một điểm phát ăn luôn. Còn những đứa lớp em nó điền sai 6 lần liền. Nó làm thế nào, tại sao bị sai? Đợi lốt một chút. Sai li ti, kiểu sai mã ngành ạ. Nhưng có ngành nào là bảo vệ biển đảo không? Không, đi lính ạ. Bữa anh hỏi em có sợ đi lính không? Em hơi sợ. Tại sao em sợ? Tại vì... Không sao, cứ nói thoải mái đi em. Đây, cáp trình của bạn này. Đây, hôm nay em nói trước, tại sao em sợ đi lính? Em nghĩ tại sao em sợ đi lính? Ra đi. Em không sợ lắm. Đấy, đúng không? Phải hỏi lại ngay, đây là về bạn Hiếu là năm nay bạn ấy 2000 là bạn đúng tuổi đi học, tới đại học Còn anh thì quá cái tuổi mà, quá cái tuổi bị gọi đi lính rồi. Thì không, hỏi câu hỏi dễ hơn này. Đánh nhau thì bây giờ chiến tranh đi lính không? Đi. Đấy, đơn giản đấy không? Nghe phải yêu nước vào đấy. Rồi, xin caption nào. Caption bạn này đơn giản lắm, hịch, tạch tạch tạch. Hịch, tạch 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 là thế nào? Tạch, tạch tức là thi tạch ấy ạ. Thi tạch đấy. Còn tạch 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 là bắn súng. Bắn súng. Tạch chắc là từ đa nghĩa. Nhưng mà có mấy cái tạch lên giống như từ ấy của em dùng ấy. Tạch thứ nhất là thi tạch, tạch thứ hai là bắn súng ấy, các tạch sau như nào đấy em không biết. Không, thật ra cái nỗi sợ này mình đối với mình thì đấy như kiểu Hiếu nói là ban đầu đúng không, khi mà kiểu như là chúng ta chưa có định hướng nào rõ ràng lắm cái chuyện học hành, nghe thi cử như nào đấy, nghe chuyện đi lính xong rồi kiểu có thể bên ngoài người ta dọa và nữa thì nghe cũng hơi sợ, nghe cũng hơi sợ đấy. Thông thường là sợ là lúc mà đi xong rồi về thì 5 rưỡi còn học hành gì nữa. Nhất là tôi đã bảo rồi, nỗi sợ bây giờ gần đây nhất là cứ nghe cái gì mà đi lính. Đúng rồi. Đi vào đi lính mất ngay bạn gái, nguy hiểm lắm. Ok. Lại còn có năm thôi hử ra quân bạn đúng 14 tháng 2. Cái gì? Ra quân là đúng 14 tháng 2 ấy ạ. Có một năm em nhớ có mà. Kinh quá nhỉ. Thế thì hôm đấy như nào nhỉ? Nghe sướt mướt đấy. Anh thấy vẻ nguy hiểm đấy. Ra quân đúng ngày Valentine. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với bức ảnh này đi, cho anh xin bức ảnh thuốc đấy. Thuốc. Nỗi ám ảnh mang tên bệnh tật. Đấy là ở đây thì hôm nay có anh với Hòa là hay ốm, à đâu Cường cũng không kém. Hiếu thì có hay ốm không em? Em ít ốm á. Rồi tốt, thế là trong này chẳng có caption chưa, tìm caption chưa? Đây caption đấy, nỗi ám ảnh mang tên bệnh tật. Bệnh tật này. Thật ra cái thuốc này mình không biết là thuốc gì. Còn nhiều. Anh màu xanh hợp mệnh đấy ạ. Không, nhưng mà không biết là thuốc gì. Màu này nhìn nó có vẻ hóa học, nhìn có vẻ nguy hiểm em ạ, nguy hiểm. Cái dầu cá. Em thấy có vẻ dầu cá. Ở ngoài nó là dầu cá, không biết đúng hay không. Dầu cá màu vàng chứ ạ. Cái này chắc cân sai quay balance. Nhưng mà cái này cũng hơi khó bởi vì thực ra cái thuốc này tức là khi mà anh nhìn vào thì anh đúng là anh cũng hiểu ý của bạn ấy là sợ bệnh tật. Thì tức là về câu chuyện là gì đấy cũng có thể hiểu được phần nào, đúng không? Rồi, nỗi sợ ví này cũng là một nỗi sợ rất là hữu ích. Nỗi sợ ví Đây rồi, nỗi sợ không của riêng ai và mình cũng vậy. Nỗi sợ không của em đúng rồi, ai cũng sợ cái đấy. Công nhận cái đấy là nỗi sợ. Công nhận là sợ nhưng nhìn ảnh này không sợ lắm. Nhìn ảnh này thì không sợ lắm. Đúng rồi, chưa kiểu bàng hoàng lắm. Đúng rồi. Anh nghĩ là khi nào mà chúng ta phải đúng và người ta đối diện với trường hợp này thì đó. Nó rất thật ra là bởi vì là đến thời điểm này anh kiểm soát tài chính nó khá là tốt. Lúc nào mà hết thì anh đã có dự tính từ trước rồi chứ anh không phải tự nhiên mở ra là nó hết. Hay là nỗi sợ kiểu như là mình hiểu. Nỗi sợ là như kiểu là chồng ấy. Ví đang đẩy về nhà phát xong kiểu sáng dậy ra thấy không anh ví dụ đơn giản nhất như của em, lĩnh lương xong cuối tháng, lĩnh lương phát xong có tin nhắn chuyển khoản 20 triệu mất luôn. Không, nhưng mà cái đấy của em là em chuyển khoản. Còn đây là như kiểu em cày tiền về xong em đang rất vui vẻ, em để bóng ví xong rồi em đi ngủ về thoải mái, sáng dậy phát em không thấy tiền em đâu. Ok, nghe nỗi sợ cũng đáng sợ chứ. Đây có phải tình hình của sếp mỗi lần trả lương anh em không? Đúng rồi. Cái này thì nó không, cái này thì bởi vì anh như anh nói là anh kiểm soát được vấn đề rồi. Nên nỗi sợ này cũng đáng sợ như anh tưởng. Okay, rồi, ảnh con ma. Ảnh ma đây, ảnh ma đây. Ngọc Lâm, mai toilet. Mai toilet. Mỗi lần rồi còn mấy ai đi tắm không đóng cửa. Vì sợ ma ấy, đóng cửa sợ ma này. Ý là đóng cửa rồi thì sợ ma nên là rất nhiều thằng nó đi mở cửa, như thằng em đi tắm nó phải mở cửa. Mà hé ra đấy. Cái sao nhỉ? Tại vì đóng vào thì nó sẽ như này này. Chúng nó sẽ sợ đóng vào sẽ có con ma trong đấy. Không chạy được nữa chứ sao? Mà nó không chạy được. Bởi vì anh thường nhá, anh nói ngày xưa ấy. Bây giờ anh có tư âm lý là ví dụ như là mình vào màn này nằm rồi là cái màn này như kiểu bảo vệ mình ấy. Đúng rồi. Đúng không? Với tâm lý như thế. Nhưng mà chúng đã xem rất nhiều phim con ma chui từ toilet và từ cống lên rồi. Lúc anh sẽ chạy đâu khi anh đóng cửa. Lúc anh lao giật nước. Anh lao giật nước còn chẳng gì nữa. Đúng không? Hoặc là anh vặn nước nóng anh xuống nước suối vào mặt họ. Xem The Ring ý hả anh nhỉ? Xem qua TV. Chui qua từ đủ thể loại luôn. Anh rút điện đâu? Không ạ. Anh rút điện thì nó có bị kẹt cái sữa người này không ạ? Rút điện nó vẫn sẽ hiện lên, chui ra. Không, nó có chui ra được không ấy? Ý anh là có chui ra được không? Vẫn chui được đấy. Nó có bị kẹt đấy à? Không ạ. Có ma nó theo vật lý đâu. Nó không vật lý. Thế nó chui được bóng TV ra làm gì? Vật lý. Anh hơi khó hiểu một tí nhưng mà ok. Anh xem phim đấy thì anh biết. Thật ra ở với cái bức ảnh này thì mình thấy là hơi sợ. Em thấy cái trán của nó làm cái ảnh này sợ đi khá nhiều. Đúng không? Có vẻ creepy hơn. Bây giờ cái ảnh này có hơi sợ. Đối với mình thì nó hơi sợ một tí. Đúng rồi. Sau đấy thì không Hòa không dám nhìn vào kia là rất sợ rồi. Mình thích em sẽ vote ảnh này vào top 3 nhưng sẽ không vote nó lên là ảnh không đâu. Đây không nhìn đấy. Em thích cái hoa văn này. Thiết kế hoa văn này là chung là nó khá là cổ điển bởi vì nhà mình đến bây giờ thì nó vẫn còn cái cửa kính như thế này. Retro. Nhưng mà liệu mình có hôm nay mình nhìn một lần vào sao? Với anh sợ. Anh cứ nhìn một lúc đi thì nó về nó sẽ hiện ra đấy ạ. Không, thật ra thì bởi vì cái ma nữ anh không sợ lắm. Mà nam mới sợ em. Mà nữ ít ra biết nó khác giới một tí. Nghe nó còn đỡ. Ma nam cùng giới nghe nó không được anh lắm. Anh hơi có vấn đề. Anh sợ ma nam. Anh biết em nghĩ gì? Không, em nghe cảm giác nó cứ bệnh kiểu gì ấy. Ừ đấy, ý anh là bệnh, cảm giác bệnh. Có cảm giác bệnh. Bây giờ anh bảo em chết rồi tay cái hội cùng rồi nó nghe nó đau đớn hơn, em chết rồi tay khác rồi. Ý anh chỉ thế thôi. Ok, cho anh hóa học đi. Hóa cần một cái sự giải thích tốt hơn rồi đấy. Trong này có lẽ không có một ai không trải qua cảm giác căng não khi học thuộc cái này đâu nhỉ? Anh xin lỗi nha. Cái này em có vào comment rồi. Anh xin lỗi. Hòa có biết ông này tên là gì không? Anh xin lỗi hỏi Hiếu ông này tên là gì? Hòa rồi là đúng rồi. Mendeleev. Không phải ai nhớ đấy. Em năm nay em thi cái khối gì? Thi tự nhiên. Thì tự nhiên là có phải biết hóa học đúng không? Sao không biết ông này? Cái tạch rồi. Đấy. Chứ nghe đấy không học được bài này rồi. Thực ra là ngày xưa em học nhớ cũng không khổ lắm, tại vì cứ làm nhiều bài tập thì khác nhớ thôi. Không ấy. Thật ạ? Không, cái này chỉ học một tối là nhớ thôi. Nhiều. Thật em học một tối nhớ luôn. Nhưng mà em đội tuyển. Tuyển hóa à? Khủng à. Thế chứng tỏ là nỗi sợ này không sợ đúng không? Đúng rồi. Thực ra nhìn hiểu để hiểu nhưng mà nhìn ảnh không sợ lắm. Không, thực ra cái này học quan trọng là thích rồi thì nó nhớ nhanh thôi. Thật ra cái bản của Đoàn này đấy không sợ lắm. Mình thích nhớ nhanh. Nhưng mà anh muốn hỏi thì cái máy tính thì có liên quan đến trong chuyện tính hóa trị không nhỉ? Có chứ. Có. Em toàn tính cảm ạ. Máy tính có tính hóa trị không nhỉ? Cái màn hình máy tính là chữ hóa học. Đấy, màn hình có chữ hóa học nhưng mà anh đang không nhớ là ngày trước học hóa có phải máy tính không nhỉ? Bởi vì những cái đề của em làm ấy thông thường nó không nặng về việc là đánh đố và tính toán. Đúng rồi. Những cái đấy đều chia ra, nó đều chạm hết. Đúng. Những cái số ấy khi chia đều chạm. Anh không nhớ, anh nhớ là khi mà học hóa ngày xưa cái khổ tính nhất là có mà tính ấy chỉ là đến lý nó cùng thôi. Đúng rồi, lý tính rất nhiều. Ví dụ nhân những số như là 1,24 à? Hay là không bao nhiêu đấy thì... tất cả những cái đấy ấy, thì những cái dữ kiện đi sau ấy nó sẽ đặt ra cái đấy nó em sẽ chia đều chạm, tròn hết. Nó tròn. Tức là chia xong nó đều tròn đấy. Thật ra ngày xưa chỉ nhớ rất là chất nào chơi với chất nào, chứ mấy cái này tính đơn giản mà nó không khó. Anh nhớ nó không khó. Chắc là em bị cô giáo chơi khăm, những cái đề ở mức trung bình người ta chơi khăm bằng ngày cách xưa là... em hồi cấp 3 là em thi của D cho nên em không học khóa. Đúng rồi. Tại vì em học chuyên toán, em vẫn phải học khóa nâng cao, cũng khá vất vả nên em cũng không sợ lắm. Đấy, nhưng mà thật ra bởi vì cái thời của anh nó hơi xa rồi. Anh như anh nhớ là cái đề ngày xưa nó không tính kiểu này. Đề của em cũng thời em thế. Mà anh đời anh còn chưa tính chơi cái trò gọi là gì nhỉ? Trắc nghiệm đó chứ. Vẫn phải ngồi luyện bình thường ấy. Đến thời đề em ấy, đề trắc nghiệm nên là những cái số nó phải làm tròn hết. Đúng rồi. Không ngồi tính xong không, chưa đến 1 phút một câu. Chết. Con dán à? Dán là caption là gì chứ? Con dán là ra đấy cũng không sợ lắm, anh chỉ không thích trò bay. Chứng sợ dán. Atazagoraphobia. Có trên đấy. Thật sự con dán là cockroach cái gì cơ mà. Nhưng mà tên khoa học của nó chắc tiếng khoa học nó khác, tiếng Latin. Nói chung là con rán này không sợ lắm. Con rán này nhìn các bạn nào sợ thì nhìn khá ghê. Nhưng thật ra là anh đánh giá cao cái việc mà bạn ấy có thể ngồi, bạn sợ rán đấy thì bạn ngồi chụp vào cái này căng lại, chụp về hướng người sợ rán, hoặc là thử thách và vượt qua nỗi sợ. Em bấm ra thế đừng dọa em. Nói chung là với rán này thì thật ra bởi vì thật ra nói về chuyện là chụp macro nhá, thật ra anh thấy con nào cũng dáng hơi đáng sợ. Chụp những con macro ấy, chụp như kiểu trông nó bật bật, trông nó bật bật, sáng nó tối tối, trông nó bóng bóng, trông nó gớm gớm. Nhưng bởi vì thật ra là anh chưa chụp con nhện ạ. Bởi vì thật ra ấy, anh xem kể cả chụp macro con nhện hay là chụp bất cứ con gì macro, anh nhìn thấy đều hơi ghê ghê, nó đều hơi ghê ghê. Bởi vì nó có lông lông, có những con đấy nó lông lông. Nhiều con nhện đẹp mà. Đâu không như mấy con sâu chụp lên macro đẹp, nhiều con sâu chụp lên đâu. Số vừa rồi các bạn chụp sâu được giải, con sâu được giải vừa rồi cái đấy không gọi là, chưa gọi là macro lắm. Yeah. Macro nó phải lên rõ từng vân của con sâu đấy hơn, hoặc cái mặt của con sâu nó như nào. Thế thì xem nét gel nhiều con sâu đẹp mà. Không, anh không nói, anh có vẻ không thích những con sâu. Em chỉ sợ mấy con. Thế rồi, bây giờ anh cần top 3 biển đảo, nó vào top 3 biển đảo được không? Em không sợ biển đảo nữa rồi đúng không? À. Em sợ biển đảo không? Không ạ. Thôi biển đảo chưa đáng sợ lắm. Nên là câu chuyện này cũng được nhưng mà cái con ma này sẽ vào top 3 này. Em cũng vote con ma đầu tiên. Con ma đúng không? Mọi người đều có câu chuyện con ma. Cho con rán vào đi ạ. Con rán à? Con rán. Nhưng mà thật ra là con rán thì nó hơi... Con rán này lên nó hơi bất thẩm mỹ tí, không biết phải bị... Anh chỉ sợ pet mình bị Harry Potter thôi. Vì đem cái ảnh lên hơi ghê. Công nhận nó bẩn bẩn. Nó xin lỗi bạn nhưng mà thật ra là bởi vì cái ảnh này mình rất sợ bị report. Bởi vì anh em mà ghét con rán này report thì vỡ mồm. Nó xin lỗi, bỏ con rán em. Để cho vui chơi. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Không thật, anh chỉ sợ là kiểu anh em lên phát xong rồi report sập luôn cả cái page thì bỏ bố. Cái ảnh này thì chỉ ghê ghê thôi, ảnh cái con ma chỉ ghê ghê thôi nhưng mà ok chắc mọi người cũng hiểu. Và có ai sợ? Này là ấn tượng nghệ thuật đúng không ạ? Đúng rồi, ấn tượng. Câu chuyện. Không ok, cái này thì mình thấy có chút câu chuyện ở đây là vì nhà mình có cái cửa sổ này. Con ma đây, con ma rất ổn. Còn gì nữa nhỉ? Thuốc, ai đồng ý thuốc không? Có. Bởi vì thuốc nó cũng dễ hiểu. Nhìn phát là hiểu, nhìn là hiểu. Rồi ra 2 thuốc à? Còn gì đâu nhỉ? Có bạn Kevin Trần cái ảnh thì chụp tốt nhưng mà câu chuyện nó không rõ ràng, không rõ. Tại vì cái chuyện này nhìn nó cũng không ghê lắm, với mình thì bây giờ chưa ghê lắm. Đúng. Và cái mặt này cũng không tức là kiểu nhá, khi mà cái ý kiến của bạn ấy với ý kiến của bạn ấy ra cái mặt như thế này thì là nhìn thấy giọt lệ đây đúng không, thì mặt cái bạn này phải vui, tức là mặt cái người được chụp phải vui, cứ kiểu như gọi là chia đôi ra một nửa vui. Vì ý anh là ngày xưa nó có một cái con, em biết con chuồn không? Biết. Em biết mặt của nó như nào không? Không nhớ. Mặt con chuồn là mắt nó buồn nhưng mà mặt nó vui. Thế á? Em làm cái mặt này không? Mắt nó buồn nhưng mặt nó vui. Ok. Em từng nghĩ chuyện đấy, em làm mặt này, mắt nó buồn nhưng mặt nó vui. Tức là mắt buồn nhưng mặt vẫn cười, em hiểu không? Là có. Nhưng mà cái anh cứ bảo đều làm em thử lại Hiếu là em thì làm em mắt nó buồn nhưng mặt nó vui. Em cũng làm nhưng rất là kiểu không thể nào làm được cái kiểu đấy, rất là khó. Nhưng mà đây tình huống này thì mình thấy anh này là chưa làm được việc này, chưa làm rõ ràng được cái việc này lắm. Ý là ảnh này bị loại bởi vì bạn không làm được cái mắt nó buồn nhưng mặt nó vui. Cái này là nói do hỏi, bởi vì nếu mà bạn đã có caption rồi thì mình sẽ đi theo caption của bạn luôn. Có tôi cái này là chưa đạt được tình huống này, vậy chúng ta sẽ cần tìm một bức ảnh nữa để vào top 3. Anh thấy ảnh này cũng được đẹp. Có một chút. Nhìn bây giờ có lẽ mình cũng phải phân tích theo cái hình hướng là hình học một tí đấy. Đây là cái gì? Cái chỗ này kiểu nhăn cái tay nó bị bóng xuống không? Như kiểu là khóc xong rồi giỏ nước xuống. Hợp lý. Đây là khóc à? Ừ. Đúng cái kiểu giấy nó bị nhăn. Đúng, bạn là nước chính xác. Hoặc là bạn ấy cầm lon bia lạnh nó giỏ nước xuống đây. Không giống lon bia, đây là anh nghĩ là em vẫn nhớ có một cái quảng cáo bia mà kiểu nó khóc à? Có một chị cầm một bức thư tình và thấy một chỗ nó cũng ẩm xong rồi nên tưởng là anh ấy yêu khóc, nhưng thực ra quay đoạn sau thì là cái nước ở lon bia nó tát mồ hôi ra, nó rỏ xuống. Anh thấy cái phát kiến này hay đấy, cái phát hiện này hay đấy. Vui mừng khi kiểu chia tay. Cũng tương tự đây chắc cũng vui mừng. Nhưng thật ra là anh nhìn tự nhiên anh nhìn đây thì nhìn thấy cái bóng này là có chút gì đấy nó thú vị. Cái bóng này hơi giống hai người à? Đúng rồi, giống hai người này. Đúng không? Thơm nhau. Không, có đây là kiểu nói thầm cái gì đấy đúng không? Tay giơ lên. Nhưng một người mọc sừng. Hả? Một người mọc sừng. Không, đây là sẽ có lắm may, nó chả may. Con mọc sừng có thể là đây là một người nói thầm với ta anh này. Đều là phụ đi. Anh đi em sẽ chờ anh về. Với bức ảnh này mình thấy cũng hay dần lên sau khi có những phân tích. Chúng ta sẽ quay lại bức ảnh này. Bức ảnh này mọi người có phân tích gì không ạ? Đây như mình nói mình thấy cái mặt này và mặt này nó không giống nhau. Tại sao đến nhỉ? Nó sẽ đáng quên là kiểu không nhớ mặt ấy, kiểu bị đáng quên đi. Không, nhưng ý anh nhìn từ cái mặt này và hai mặt. Có một cái ảnh kiểu này rồi đúng không? Ảnh vào một cái đoạn phim ấy. Cái này là ảnh rất hay lên kiểu poster phim kinh dị. Ừ, nhưng mà mình không giống nó poster phim kinh dị mà trong ở trường nghe là trông nó cứ kiểu. Đây nhá, nếu là mình ý thì mình sẽ phải crop vào, đúng rồi, lấy phần dưới. Lấy phần bỏ phần ở dưới này lên trên. Cái bảng cao lên nó viết cái chữ gì đấy phim kinh dị lãng quên cái bla bla kiểu như thế. Nó là như thế thì đúng hơn. Rồi, thuốc rồi này. Ví sao? Ví thì cái ảnh nó hơi bình thường thôi. Nó hơi thường. Nó hơi thường. Có vẻ là em không sợ đúng không? Em là thể hiện mình là một người có điều kiện, có nguồn kinh tế, có kinh tế mạnh, vững là mạnh đúng không? Chị Hoàn NT. Ok. Thật ra thì đến bây giờ thì mình chắc là chỉ còn mình vẫn bỏ ra thôi. Thế thì còn hóa học này, còn ví này và còn nhưng mà mình chọn được bao nhiêu ảnh rồi ạ? 2 rồi, chọn 2 rồi. Ảnh con ma và ảnh viên thuốc. Chỉ còn ảnh này là anh thấy cũng phải cân nhắc được nếu mà so với cái nỗi sợ đi nghĩa vụ quân sự khá lớn đấy. Mà thực ra là hỏi nhìn cái mình đã hỏi một cái quay phim bên ngoài, em sắp tới đại học rồi đúng không? Em còn 3 năm nữa, 2 năm nữa. 2 năm nữa, 95 đúng không? 2 không thế chưa thế thì Phương vẫn bị gọi đến vụ em gọi 27 rồi. Còn lâu bị gọi nó phải đi làm, lâu nó sẽ bị gọi rồi. Em nếu em có sợ bị gọi rồi, có đi không? Sợ vãi. Ok. Không. Em không sợ, ở đây em là người không sợ. Bây giờ gọi cả nữ hay sao mà? Như gọi nữa mà. Lúc đấy sợ sao? Không sợ đi nghĩa vụ, không sợ tiền. 92 ấy chứ nhỉ? 92 vẫn đi. 92 là 5 chót. 5 chót à? 5 vừa đi rồi. Nhưng mà cận 8 độ cũng bị sáng. Nó không sợ gì, nó không sợ. Còn em không sợ. Bảo sao em? Cái ảnh này em thấy sâu trồ không đi. Ảnh này em thấy cái màu của nó ấy, nó cũng kiểu tối tối mà nhìn vào nó cảm giác nó khó chịu, nó nhức mắt ấy, nó không kiểu sáng hơn tí. Cho nên là nhìn nó cũng như nào? Trông nó cũng gây cái tâm lý hơi khó chịu, kiểu gần sợ một tí. Thật ra để nghe là bây giờ thì thôi cho Hiếu chốc đấy. Hiếu năm nay là thi đại học. Anh cho em là chọn một cái bức ảnh mà nó đúng nỗi sợ của em hay không, hay là bây giờ em đỡ sợ rồi thì em không chơi với nó nữa, thì em không cảm thấy sợ nữa. Với em thì em chọn ảnh nào? Em nghĩ là em sẽ chọn ảnh này. Đó là ảnh nghĩa vụ đúng không? Vâng. Rồi, thì nỗi sợ của Hiếu là nỗi sợ nghĩa vụ và cũng là nỗi sợ của bạn GM Quý Khánh. Chắc là chúc bạn năm nay nhưng mà giờ này vẫn đang chụp ảnh thì làm sao mà học hành gì giờ? Đùa đấy. Mất bao nhiêu thời gian đâu anh? Đùa đấy. Ok, thì đi bây giờ chúng ta có top 3 rồi. Top 3 gồm có nghĩa vụ, thuốc và con ma trong nhà vệ sinh. Con ma em loại đầu tiên. Tại sao? Em không muốn nó lên ảnh bìa đâu. À, đơn giản sợ ma. À, chưa được. Chờ bây giờ mình phải xem mọi người đang nói chuyện gì này mới được. Rồi, em nói đi. Em nghĩ đi. Em chọn cái gì? Em sẽ chọn con ma. Đại loại là em thấy ấn tượng cái ảnh đấy, cảm giác nó sợ. Giống như một cái poster phim kinh dị chẳng hạn. Đúng cái nỗi sợ không? Đúng. Không, tôi không sợ ma nhưng mà tôi thấy cái ảnh đấy rất là... Ừ, anh sợ cô thôi. Hiểu ra, hiểu em. Em thích ảnh con ma. Nó kiểu ấn tượng nhất trong những ảnh. Nó có cái ấn tượng. Tại vì nhìn em ấn tượng với cái trán của nó. Cái trán của nó làm cho cái ảnh đấy điểm cộng lên khá nhiều. Rồi mình không biết là cái gì. Không biết là cái gì à? Cảm giác nó có cái gì kiểu lỗ. Lỗ đấy. Chết rồi. À! Tôi bấm nhầm cái gì à? Đúng không? Anh bấm nhầm. Cái chứng sợ cái lỗ gọi là gì nhỉ? Anh không thể nhớ được cái tên đấy. 3.phobia. Nói chung là bây giờ mọi người quyết định đi. Ảnh nào vô địch? Em sẽ vote con ma trong nhà vệ sinh. Con ma nhà vệ sinh. Hoa. vừa có một comment là sao không ai chụp vợ. Hóa nói đi Hóa. Em đang phân vân giữa thuốc với cả cái ảnh biển đảo. Thuốc và ảnh biển đảo đúng không? Chắc ở đâu à? Đây là mình, anh nhìn thấy mọi người đang chat vào đây khá là nhiều. Em sẽ nhìn trên màn hình. Em có đọc được không? Đọc được không? Có. Ít người chụp ảnh vợ có thể là trong cái tầm tuổi chơi ảnh ở trong group này, phần nhiều là những người chưa lấy vợ hoặc là những người mới lấy. Giai đoạn đầu của cưới xin bao giờ cũng rất là tình cảm, kiểu chưa cấu xé nhau, chưa sợ ngay, nó cần thời gian để nó build. Tấm con rán, con ma, coi The Ring, mọi người bảo mình coi The Ring đi. Con ma và top 3 hơi bất công. Tại sao ạ? Con ma đấy nhìn ấn tượng mà. Con ma đấy nhìn mình không biết. Bạn Đăng Khoa bạn ấy nói là con ma vào top 3 hơi bất công. Đối với bạn nghĩ sao? Hơi khó. Em chưa biết vì sao lại bất công. Mới nhập môn, ok. Thật ra thì với mình thì có bạn là Patrick Guo. Bạn ấy bảo là mình vô ảnh nghĩa vụ. Chắc là bạn này cũng là một người sợ đến nghĩa vụ. Đúng. Bạn có biết bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn Ngọc Lâm bạn bảo là vô top 3 mà không được treo lên group. Nghe hơi bất công, tức là bất công từ cái bức ảnh đấy. Đã sợ vợ thì có khi chẳng chụp được hình cũng đúng vậy bạn ạ. Mình cũng bởi áo, nhưng hôm qua mình vừa chụp biết thế, ôi hôm qua anh chụp được ảnh mà người yêu rồi giống con ma mà. Chụp trong cái phim, giống cái phim kinh dị chứ phải giống ma. Anh chụp ảnh ai cơ? Chụp người yêu anh. Ok. Biết thế anh chụp ảnh. Em thấy là các anh có thể chụp ảnh vợ thật là đẹp. Rồi đăng lên với caption là những loài sinh vật càng đẹp thì càng nguy hiểm. Anh con sẽ nghe nó càng đẹp thì nó càng độc không? Anh không đến đẹp. Không, con nhện không đẹp. Anh con đẹp mà anh. Anh không thích nhện. Em nhiều con đẹp mà. Con nấm thì càng đẹp càng độc. Đúng rồi em ạ. Anh thấy con nhện không đẹp lắm bởi vì thật ra là có thể chắc anh cũng là fan của Harry Potter mà thường những con nhện trong đấy nó không được đẹp lắm mà thường nguy hiểm hơn. Em có đọc chuyện đấy không? Em không đọc, em xem phim thôi. À, phim không ngủ, phim mình không có gì để nói. Nói chung là mọi người đang bắt đầu có vẻ thấy con ma ổn hơn sau những phân tích của mình và các bạn. Ngoài ra ảnh nghĩa vụ đâu là ảnh đã được lọt vào top 3. Thế thì có chốt lại nữa, rồi nhanh lên. Hoa, chốt đi, giải nhất. Em sẽ vote ảnh biển đảo. Nhưng mà kiểu gì cũng có 2 phiếu con ma rồi. Anh là người còn lại nói đúng không? Nhưng bây giờ mình hỏi nhá. Mọi người nghĩ thế nào về chuyện treo ảnh con ma lên group? Không. Có đáng sợ lắm không? Em sẽ không vào group đấy luôn. Thật không? Lúc đấy thì chỉ có một mình em không vào thôi. Thật trong ảnh dán hoặc là... Tất cả mọi người có nghĩ thế nào về chuyện là bây giờ nếu trong group chụp phong xóa tin mà đăng ảnh con ma lên thì mọi người sẽ nghĩ nào? Vào ngắm ấn tượng nghệ thuật. Có đồng ý không nhỉ? Mình chỉ hơi sợ là mình... Cái Hòa nói ra thì mình thấy hơi lo lắng hơn một tí rồi đấy. Mà không biết có nên cho ảnh vào không ta? Còn vẫn đỡ hơn là cho ảnh con rán. À không, ảnh con rán thì chắc chắn là xua vực lờ không được rồi. Mà nhất là có bạn là bạn đang bảo là ảnh con rán mà nghi được con rán chụp bằng điện thoại thì có phải đập chết con rán đấy xong rồi chụp bằng điện thoại à? Chứ là không phải đập chết được vì con rán không còn nguyên lắm. Không, có nhiều cách làm cho chết. Em biết làm con rán chết kiểu gì không? Em lật ngửa lại để vài tiếng nó chết à? Em phải chờ cả vài tiếng nữa. Bình thường. Hoặc là thật ra thì lấy quan trọng là mình lấy kim ấy, xuyên phát là chết rồi. Đúng không? Mà người đó khá là nguyên. Tức để chụp ảnh thì khá là nguyên. Tiêu bản. Bạo lực đấy ạ. Không, tức là em hiểu này. Ví dụ em là con rán đấy. Con rán nó đứt đầu nó thấm luôn mà. Nhưng mà em bị cõng như thế à? Ví dụ em là con rán chứ không phải ví dụ em là con rán. Em bị xiên một phát thẳng vắt từ giữa người không? Nghe có thẳng đấy. Mọi người đang đồng ý với chuyện là con ma. Hoa. Em phải thể hiện mình là một cái người mà không sợ. Em phải vượt qua nỗi sợ đi. Em đang là host của chương trình nhưng mà. Đúng không? Hôm nay anh là host. Đã chết rồi. Bạn, xin lỗi bạn Ngọc Lâm, bạn đã xuất hiện. Bạn Ngọc Lâm là người là chủ nhân những bức ảnh đấy. Bạn đã nhảy vào, không, bạn đã nhảy vào, bạn ấy nói bức ảnh con ma à. Bạn bảo đấy là con em mình chứ không phải con ma. Ok. Mình rất xin lỗi tại vì bạn lấy cái hình tượng em gái bạn giống con ma. Thế là chứng tỏ đây là bức ảnh của setup đúng không ạ? Bức ảnh của setup không? Các bạn nghĩ là setup đúng không? Thì setup rất là nặng. Ok, setup rất là nặng. Nhưng không sao, mình nghĩ là ảnh em thấy hầu như toàn ảnh setup mà. Anh nghĩ là bạn ý mà chụp được con ma là giỏi quá. Không, ý là không phải là chuyện con ma, ý là một cái bất vô tình ấy. Vô tình là em bạn ấy đi dọa bạn ấy chẳng hạn. Em ơi, nếu mà vô tình như thế thì em vẫn làm rơi máy ảnh, em không chụp được rồi. Không biết đâu là em đeo vào cổ rồi nên em không sợ. Em nghĩ thế không? Nhưng mà nếu mà bất ngờ thì em không chụp được luôn. Nhưng bây giờ nỗi sợ một con ma, nỗi sợ rơi cái máy ảnh, em sợ cái nào hơn? Em sợ con ma. Ok, rồi bây giờ với nỗi sợ biển đảo, nỗi sợ con ma thì bây giờ nỗi sợ là lớn hơn à? Tất nhiên nỗi sợ biển đảo sẽ lớn hơn. Đó là cái thực tế chứ mà. Đó là thực tế. Chứng tỏ là Cường sau khi gặp rất nhiều sự việc không thể giải thích được đã không còn sợ con ma. Quen rồi. Hiểu không? Em sợ cái gì hơn? Nghĩ con ma hơn ạ. Không, thực tế á. Thực tế em sợ biển đảo hơn. Anh hơi bất ngờ. Ok các bạn, sau một hồi thì chúng ta bắt đầu sợ cái gì đấy thực tế hơn. Rồi ở đây có rồi có bạn là Patrick Go, bạn ấy bảo là riêng mình là hơi cá biệt, mình tự đăng ký đi biển đảo. Ok, không cá biệt gì đâu, cũng không phải là bạn là người duy nhất mà sợ không sợ biển đảo. À, rất nhiều người cũng như thế, hoặc rất nhiều người có sợ hay không sợ cũng quan trọng, vì kiểu gì cũng bắt đi. Không quan trọng lắm đâu. Ok, thế thì bây giờ thì con ma hay là biển đảo hay là bây giờ thuốc, có vẻ là nó có vẻ là nó rất là thực tế, nó gần nữa với mọi người nhưng mà mình cảm giác nó không đủ nỗi sợ lắm. Cái viên thuốc là chưa kiểu cái viên thuốc. Nếu mà nói về ấn tượng nghệ thuật thì em sẽ chọn con ma, còn nếu mà em sợ gì em sẽ sợ biển đảo. Em đối với Cường. Đó, câu chuyện, đây là câu chuyện. Câu chuyện. Prefix của mình là câu chuyện, chứ không phải là nghệ thuật. Câu chuyện. Thế thì chọn con ma đi, khá là đấy. Em mà ở trong trường hợp em cũng giật mình. Em thấy con ma sẽ là ấn tượng nghệ thuật, còn cái ảnh biển đảo sẽ là câu chuyện. Lẽ ra nếu mà có ai mà trên rừng mà chụp nằm lá ngón lại hợp lý. Mang về sau thì bò. Nằm lá ngón đúng không? Nằm lá ngón. Rồi, nghe. Cái gì? Với câu chuyện em sợ gì hơn? Câu chuyện thì con ma. Vẫn là con ma đúng không? Vẫn là con ma. Không, nhưng mà mình đang nói với ảnh thì mình phải nhìn ảnh. Phải nhìn vào đấy xem là mình sẽ thấy ấn tượng hay mình sẽ thấy câu chuyện chứ ạ. Nếu mà em nhìn vào đấy em sẽ thấy cái ảnh con ma nó rất là ấn tượng. Nhưng mà nhìn kỹ vào cái ảnh biển đảo như lúc nãy nói thì sẽ thấy câu chuyện. Bây giờ vậy thì sẽ xem lại bức ảnh một lần nữa được không ạ? Mình xem lại một lần nữa. Xem là Hòa sợ cái gì hơn nhé. Em đang sợ không ra được trường thôi. Ôi tưởng em ra trường rồi. Em thấy sao? Em có sợ không? Em có thấy câu chuyện gì đấy không? Em chỉ thấy sợ thôi, em không thấy câu chuyện. Rồi, mình xem coi lại. Em có thấy câu chuyện gì đấy không? Có. Em có thấy sợ không? Có. Sợ một gì? Đứa dâng rình rập mình tắm. Trèo mẹ rồi. Đấy là nỗi sợ ấy. Ok. Anh sẽ quay lại cái biển đảo, bởi vì thật ra cái biển đảo ở đây thì anh cũng là setup thôi, nhưng ở đây thì đúng là thật ra thì không biết là cái bạn nào bạn chụp bạn GM Quy Khánh không biết là đây là cái thật ra mình thấy hay ở chỗ này này, đấy là bạn này có chất liệu ở đây là nước đây thì không biết là bia hay nước mắt đúng không? Đúng rồi. Nhưng mình nghĩ là với tuổi này chắc là nước mắt chứ không phải là bia nha. Chắc là nước mắt thôi. Hoa, em vẫn là biển đảo đúng không? Vâng. Hiếu, em vẫn là con ma. Thế thì để tránh việc chúng ta chọn lựa khó khăn hơn thì mình sẽ cho một vote vào thuốc. Thì chúng ta sẽ có 2 phiếu con ma và 1 phiếu thuốc và 1 phiếu biển đảo. Thì chúc mừng ảnh con ma của bạn Ngọc Lâm. Sẽ là người lên ngôi vô địch của tuần thứ 16, chủ đề là nỗi sợ. Chúc mừng bạn sẽ được treo lên ảnh video. Ok, treo lên ảnh video. Thế thì mình xin nhắc tất cả những bạn nào mà xem cái livestream ngày hôm nay xin hãy đừng report. Em sẽ out group. Out group làm gì? Một tuần sau chị lại nhá. Anh thường là những người nào out group là anh block luôn, không cho xem group này luôn. Tùy tâm xem. Nói chung không vấn đề gì đâu, vào group vui mà. Đúng ok rồi. Thế thì nhớ đừng report. Nhưng mà bạn chụp ảnh này có đang livestream không nhỉ? Có, bạn ấy có xem, bạn ấy có đang xem đấy. Cái chất liệu ở trán con ma là gì ạ? Là dí sát vào cửa này ạ? Không, em nhìn cái chất liệu này làm sao mà dí sát vào cửa là cái điều gì? Đấy, nó chính cái điểm đấy làm bức ảnh này rất là đắt lên. Mà có ảnh như kiểu là nổi lên đấy. Đúng. Như kiểu là bị khắc vào ấy. Không, nó giống như cái gì đang lòi ra. Hay giống, anh nhìn qua giống quả trứng vịt lộn. Đúng không? Nhìn giống mà. Đúng. Nhìn giống quả trứng vịt lộn mà. Anh đã bảo rồi, thật ra chuyện ma qué gì ấy, em mà ngồi xem với cái lũ bạn thì nó giống như phim hài à? Anh nghĩ thế. Quan trọng em phải có một lũ bạn để ngồi xem phim ma. Bình thường em ngồi xem phim ma với bạn em còn che hết mắt vào. Đấy thì anh đã bảo em rồi là em cần một cái lũ bạn mà tạo ra cái cảm giác mà em xem phim ma với xem phim hài vậy. Nó mới là quan trọng. Rồi, thế thì một lần nữa chúc mừng bạn Ngọc Lâm. Mình sẽ lên thử xem là trên đấy mọi người đang nói chuyện gì. Lâu quá. Mọi người rất là băn khoăn việc cái trán con ma. Trán là gì? Mình trông giống rất quan trọng vịt lộn. Đây có thể là một chất liệu hay trong việc chụp ảnh. Em nghĩ thế không? Em nghĩ thế thôi. Chất liệu mới là đặt vịt lộn lên đầu. Có một cái lỗ ở đây để đặt lên vào không ạ? Anh không nghĩ thế, anh nghĩ là chỉ cần này thôi. Chỉ cần quả trứng thôi. Để cái kính lên đã tạo cho em những cái điểm. Cho em xin sang màn hình iPad. Xin sang màn hình iPad tối đây. Rồi anh xem, anh đang bật lên cái màn hình này. Nếp nhăn của giấy á, mấp quần áo á, không đúng lắm nhỉ? Ta sẽ để đầu đấy được. Các ông là rồi, chứng tỏ là các ông này là chưa xem phim ma bao giờ rồi. Nên là cảm giác nó không có sự gọi là liên tưởng gì đến cái tình huống này. Tôi cũng chưa xem nhưng mà tôi hôm trước vừa ăn trứng vịt lộn xong nên tôi có sự liên tưởng tốt hơn. Thôi rồi, đấy là chọn ảnh của tuần 3. Thế thì chút nữa thì admin Nickly sẽ đăng ảnh lên làm group, lên cover của fanpage và nhớ tác Hòa vào nhé. Nhớ tác Hòa vào du hành. Ok, đó là trong tuần 3 thì móc dán lên kính. Không giống không? Móc dán lên kính. Bạn ấy bảo là có cái móc dán quần áo mà dán lên kính ấy. Cũng có vẻ là hợp lý hơn một tí nếu ở vị trí đấy, cũng đúng đấy, cũng có giống hơn một tí, nhưng mà với mình đặt vào cái bóc đấy là đầu bóc đấy đấy, vô tình thôi, kiểu như nó vừa tầm Nhưng mà thường cái móc phải cao hơn chứ nhỉ? À, anh không nghĩ thế, có thể bạn là chân dài quá. Con ma chân dài 3m3. Ok ok, không sao đâu. Nói chung là thế giới biển đảo chỉ là nếp nhăn, không phải nước gì thấm đâu là sao? À rồi rồi rồi. Không sao. Thì mình cứ phân tích theo kiểu đấy ạ. À? Giống kiểu mình phân tích văn học thôi. Vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì tốt nghiệp văn anh được bao nhiêu điểm? Anh được 4 hay sao ấy. Đấy tốt nghiệp á? Đấy là điểm văn cao nhất của em trong 3 năm của bạn. Hòa thi đâu được mấy văn? Em không nhớ. Bắt đầu đấy, bắt đầu xạo. 7 hay là 7,5 gì đấy. Thi đại học khá nào? Thi đại học không chín đâu. Thi đại học có thi vấn đề mà. Rồi, em thi thử chưa? Em thử rồi. Chờ đến đỗ. Đỗ. Đỗ phải nghĩ một tí. Mình băn khoăn. Mấy bạn? 7 bạn. Ủa, em thi đề gì đấy? Em thi đề... chả nhớ đề gì, không nhớ nhưng mà đến 7 bạn. Xạo. Nó thật mà. Không nhớ đề gì luôn, em thi từ bao giờ? Cái chuyện thi tốt nghiệp văn, cái hồi em thi tốt nghiệp như đấy là vừa có vụ HD 981, đề còn vào đúng vụ biển đảo đấy cơ. À, em biết cái năm đấy rồi. Thảo nào có một cái sự gọi là biển đảo dâng trào trong đúng không Hòa? Ok, thảo nào mình không nhớ nổi cái thôi là năm thi đại học, năm thi tốt nghiệp của anh là cách đây 12 năm. Em hoàn toàn không có ý tưởng về chuyện đấy, nhưng anh nhớ là nó không thoát khỏi rừng Sanu. Hình như đến thời em là gì? Đấy là anh còn được thi văn xuôi, em bị vào kịch cơ. Kịch là cái gì? Lưu Quang Vũ. Cái... Ủa, Hồ Chấm Ba Nam à? Có. Đến thời em là có rồi. Anh nhớ hồi đấy chắc là toàn văn xuôi hết, hoặc là tiểu thuyết thì chỉ có Tóc Đỏ thôi. Nhưng mà chỉ có Số Đỏ là hết. Nhưng mà anh nhớ nhất của anh vẫn là rừng Sanu. Em 4 điểm em không nhớ là cái gì nữa. Anh thì tốt nghiệp được 7 văn nhé. Còn em qua bởi vì em kéo mấy môn tự nhiên lại, không em cũng chết. Không sao, chung là ok. Chắc là trong ngoài trường còn nỗi sợ tốt nghiệp là cả. Rồi, đó là tất cả những gì có trong... xin lỗi. Công bố chủ đề tuần mới. Chả chuyên nghiệp. Em xin lỗi chị Hòa vì em lên lần đầu tiên làm dẫn cái số của chị. Đâu hồi trước dẫn rồi hả? Hồi trước là đùa thôi, không phải là mấy đâu. Rồi, tuần mới của là gì nhỉ? Quên mất rồi. Hôm nay mình bị xin ảnh nhưng mà mình chưa nhớ. Rồi, ảnh tuần mới đây. Tuần mới đây, tuần thứ 17. Kỹ thuật hay gì nhỉ? Rồi, birthday boy công bố đây. À, chủ đề tuần mới là thử thách tuần thứ 17 về kỹ thuật, đường dẫn. Ngọc ảnh chụp ảnh đường dẫn. Em có biết về cấu trúc đường dẫn không? Em có biết về cấu trúc đường dẫn. Em đi quay đồ ăn em có biết, em có dùng phiếu cấu trúc không? Đồ ăn thì em không biết nó dẫn vào đâu. Em chỉ biết là nó dẫn vào dạng. Em làm sao quay cho nó ngon thôi. Đấy là bố cục đường dẫn trong quay đồ ăn. Ngoài ra thì em cũng cần biết thêm đấy là bố cục đường dẫn là phải làm sao để dẫn, ví dụ như trong một cái đĩa, ví dụ đây có 4 cốc trà thì nó cũng phải có cái dẫn gì đấy vào một cái ấm trà chẳng hạn. Đúng không? Em phải dẫn cái gì đấy vào nó hợp lý một tí. Nhưng mà cái bức ảnh này anh chụp để đi show năm ngoái đúng không? Năm kia rồi, để cách đây 2 năm rồi. Đây ảnh 2 năm rồi. Anh năm kia nhỉ? Năm ngoái anh đang summer và đang làm ở Việt Nam một thời gian. Rồi, Hòa, anh nghe nói là em chụp phim cao thủ lắm, em đã dùng bố cục đường dẫn bao giờ chưa? Anh nghe ai nói đấy ạ? Anh nghe anh nói. Không vấn đề gì không? Thì có vẻ hơi phép. Anh nói thế về hôm nay các bạn đấy lại lục tìm ảnh phim của em. Rồi, chung lại có dùng được cái đường dẫn chưa? Hỏi gì đó đây. Rồi ạ, nhưng mà là một cái ảnh ám sát này ra. Em nghĩ nó cũng là đường dẫn tại vì cái nhìn nó trông rất là hôn mắt, nhưng mà ảnh đấy là ảnh chụp điện thoại chứ không phải là bằng máy, không phải bằng máy ảnh. Cái ảnh đường dẫn duy nhất của anh chụp bằng điện thoại. Rồi, hiểu. Em đã chụp ảnh đường dẫn bao giờ chưa? Chụp nhiều rồi. Vâng. Nghe vẻ khủng phết. Còn là phết. Bởi vì anh nhìn thấy ảnh của Hiếu thôi chứ không nhiều đường dẫn lắm. Có mà. Rồi để anh xem em coi Facebook không? Mình xem Facebook của nhau. Có lắm đúng không? Instagram. Rồi, chúng ta sẽ qua Instagram cho nó mà. Em đừng tưởng đây là gì có. Chúng ta sẽ đào Instagram. Em ở đây thì em nói gì ra cũng sẽ bị bóc trần sự thật ngay tại hiện trường. Instagram đâu nhỉ? Không có gì cả. Có, anh có. Đấy. Thoát vào đâu? chạy được con sâu. Rồi, xin lỗi thì Hiếu à? Hiếu là gì nhỉ? Quang Hiếu 2008. Hiếu? Gì Hiếu? Quang Hiếu 2008. Đấy, tôm mà. Rồi, con xem anh có ra ảnh được lẫn không? Chắc là anh có ảnh được lẫn không? Anh với tụi anh đầu tiên là hai lẫn vào cái tay. Ồ, chém. Không à, cũng đỡ hơi giống đấy. Có gì đâu. Dẫn nhiều, à đây, à không, không phải là dẫn nhưng mà ok, không frame in frame. Dẫn vào đâu? Đây đây, đây đây đấy, nhầm số. Đây đây, bắt đầu dẫn rồi, dẫn hơn một tí rồi đấy. Tay. Dẫn hơn một tí rồi đấy. Còn dẫn gì nữa không? Trông thằng ảnh này nó cứ ngục tù như nào nhỉ? Nó chuyên môn có. Đâu đâu? Đây. Trên. À. Trên. Nó cũng hơi dẫn rồi đấy. Chứng tỏ nó không phép lắm. Cái phép vừa vừa. Thằng này chụp đen trắng mệt nhỉ? Nó chạm tí màu luôn chứ không phải đen trắng. Đây dẫn đây này. Anh này lâu phết rồi nhỉ? Anh này Việt Nam International Fashion Week năm ngoái, năm kia. Năm ngoái bên mình không đi mà. Đúng, năm ngoái bên mình không đi. Nhiếp ảnh ra 2K quá khủng. Em thấy dạo này cô Nhi toàn khoe ảnh nhiếp ảnh ra 2K chụp thôi. Ok, đó là một vài trong những gì mà có thể là những ảnh vừa rồi là gợi ý của nhiếp ảnh ra 2000 năm nay thi đại học này cho các bạn, để nếu các bạn có phải thi đại học thì có thể đi chụp, nếu mà không thi đại học chưa thì đi chụp ảnh vậy. Vì chụp ảnh bây giờ thì có thể bắt nguồn từ những việc như là chụp kỷ yếu. Em chụp kỷ yếu bao giờ chưa? Em chưa, em lớp chụp kỷ yếu. Em tự ý anh không nghĩ xác định chụp kỷ yếu. Anh chỉ hỏi thôi. Chụp kỷ yếu kiếm phết đấy, anh nhớ là bạn anh đi chụp kỷ yếu một mùa mà kiếm được con 6D luôn. Sơn này. Sơn trước đi chụp kỷ yếu xong kiếm con D610. Ủa khủng thế à? Ừ. Phương đi chụp kỷ yếu hay đi quay kỷ yếu đi em? Kiểu con máy về cái. Em ăn đi kỷ yếu. Kỷ yếu à, không xấu. Rồi, cảm ơn các bạn. Thế thì chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa là chủ đề của tuần này. Sao lại ra con rán nhỉ? Xin lỗi hỏi. Chủ đề một lần nữa, chủ đề tuần này chúng ta đó chính là kỹ thuật và là đường dẫn. Ảnh của mình thì mình chụp lâu rồi nên là ảnh này mình không tham gia được, chứ không thì mình tham gia chắc vô địch. Cái này là 6D và 24mm ạ? Đúng rồi, 6D và 24mm. Mình cũng hay dùng cái bộ 6D này. Nguy hiểm á? Thật ra nếu mà 16-35 là còn nguy hiểm hơn. Đối với mình thì đường dẫn thì có rất nhiều kiểu đường dẫn. Với mình thì đây là đường dẫn theo kiểu gọi là mình ngoắc ngoắc. Mình là fan của chụp góc rộng nhiều. Nếu mức chỗ này 16-35 thì chụp ngon. Anh nghĩ là nó sẽ nguy hiểm hơn nữa. Cái góc nó sẽ hơi méo hơn một tí, nó uốn vào trong nhiều hơn. Thì thật ra là nếu mà thứ hai là em có nhiều cái để mà phân tích hơn. Tạo ấn tượng tốt hơn, mạnh hơn. Thật ra này chụp rộng ra cho em crop vào thì nó thoải mái hơn là em chỉ có góc 24. Đây là góc 24 mà. À đấy, góc 24 rồi. Đấy, góc 24 rồi. Đây, góc 24 rồi, nó hơi chơi chật một chút. Rộng hơn tí thì hay hơn. Và thật ra là nếu có một tí người nữa thì hay hơn. Đây thì có nhưng mà nó hơi xa đây này. Nghĩ là có một người đi ở giữa trông rất hay. Đúng rồi, nếu có thì rất là hay. Nhưng mà cái này mình rất thích là bởi vì thế là trên này ánh sáng này trông nó như kiểu là trông nó đúng không ạ? Tức là khi mà nhìn vào đây này, trông nó phải rất là rất kiểu khoa học viễn tưởng ấy. Đúng rồi, nó trông nó hơi kiểu khoa học viễn tưởng một tí chứ nó không giống là một cái thang máy bình thường. Nhưng mà xem về cái phim mà kiểu về khoa học viễn tưởng mới thì rất là hay. Rồi, ok, đó là những gì có trong livestream ngày hôm nay ở phần nghiêm túc. Còn nếu các bạn muốn tham gia vào phần vui vẻ hơn thì có thể ở lại nán lại xem bọn mình. Mình sẽ mời được một cái người mà khách mời của những ảnh chia những ảnh. Cái này khá lâu rồi, lâu không nhỉ?